Hello, chào anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ review một cái sản phẩm cho anh em, đó là sản phẩm kiềm bóp cơ tay để chúng ta tập thể lực cơ tay của chúng ta. Đó, ok ha. Thì cái sản phẩm ở trên tay mình đây thì đang là sản phẩm chúng ta sẽ không có cái đếm. Bình thường hôm bữa trước mình có review cho anh em là cái sản phẩm kiềm bóp cơ tay này để chúng ta tập cơ tay thì nó có cái bộ đếm, khi mà chúng ta bấm bao nhiêu thì nó đếm bấy nhiêu. Còn ở đây thì mình review sản phẩm này là không có bộ đếm đó nha các bạn. Thì đây nó cũng rất là tiện lợi để cho các bạn tập luyện không ở nhà, hoặc là các bạn có thể tới đi làm ở trong văn phòng thì các bạn không thể có thời gian nào để các bạn vận động cơ thể chúng ta, thì cái kiềm này để chúng ta sử dụng, chúng ta tập cái cơ tay của chúng ta, vận động cơ thể chúng ta cũng rất là tốt nha các bạn. Rồi mình nói sâu một xíu về cái sản phẩm này thì nó có ưu điểm như thế nào và nhược điểm của nó như thế nào ha. Thì cái ưu điểm của sản phẩm này đó là chúng ta có thể tăng chỉnh được từ cái lực từ 5 tới 60 kg nha các bạn. Đây các bạn xem nè, lực từ 5 tới 60 kg. Thì các bạn hay cùng hỏi mình thì ủa anh, cái lực 60 kg ở đâu ra mà lực dữ vậy anh? Ok ha. Thì mình ở đây thì mình nói cái lực đó là cái lực của lò xo, lực bóp của lò xo. Ok không? Lực bóp của lò xo nó ép lên tới 5 tới 60 kg. Thì ok các bạn, đây. Cái lò xo các bạn nhìn cái nguyên lý của cái sản phẩm này nó sẽ đi như thế này. Thì khi mà các bạn vặn cái núm vặn này, các bạn đây ở trước này nó có biểu hiện cho các bạn từ 5 tới 60 kg nè. Các bạn vặn cái núm vặn nè, các bạn thì cái chỗ này nó sẽ chạy theo cái cục lò xo này, sẽ chạy xuống như này, là càng xuống như này là càng nhẹ ký. Khi các bạn vặn lên đây thì càng lên ký, thì từ 5 tới 60 kg đó các bạn phải tăng chỉnh đó. Còn cái nguyên lý của nó là như thế nào? Ví dụ như các bạn dặn tới 60 kg nè, bạn tới cái mức 60 kg thì dĩ nhiên cái lò xo của chúng ta nó sẽ được kéo căng ra. Ok, nguyên lý chỉ đơn giản vậy thôi các bạn. Các bạn vặn xong cái lò xo sẽ được kéo căng như thế này. Thì được, khi mà kéo căng ra thì các bạn bóp vào thì đồng thời đương nhiên cái lực của bạn, các bạn phải sử dụng lực mạnh hơn để chúng ta bóp cho nó càng giãn ra nữa, thì cái tay chúng ta sẽ càng lên lực mạnh hơn. Thì cái chỗ này thì nó sẽ được đo, nó được tính toán của nhà sản xuất ra thì là khoảng 60 kg. Ok không? Đó, đây các bạn. Đây. Đó, chưa? Đó, còn cái trường hợp 5 kg nè, ví dụ như mình dặn trả về cái mức 5 kg nè, đó các bạn nhìn nè, mình trả về cái mức 5 kg thì cái lò xo của mình nó sẽ giảm xuống, không, nó sẽ thu về, chỉ nhiên khi mà nó thu về thì cái lực lò xo nó sẽ yếu hơn nhiều, không? Đó, cái đó là nguyên lý đơn giản nhất của cái kiềm chữ A, chữ R này các bạn. Đó, cái kiềm chữ R. Ok không? Mình nói cái kiềm chữ R bởi vì hình này hình dạng của nó là chữ R. Ok, còn có một số shop thì nó gọi là kiềm chữ A, thì nó nhìn nó giống chữ A, nó giống chữ A thôi, nhưng mình thấy giống chữ R hơn thì mình báo là kiềm chữ R ha. Ok, đó, đấy, cái nguyên lý cơ bản như vậy thôi các bạn. Thì cái sản phẩm này để chúng ta sử dụng mục đích như thế nào thì mình có nói lúc đầu video cho các bạn rồi đó. Thì chúng ta sử dụng để chúng ta ngồi bóp thôi, ngồi bấm máy tính nè, à, ngồi keo, ngồi bấm máy tính làm việc bóp. Ok, đỡ cho cơ vừa cơ tay vừa lên mà người mình nó vận động nhiều hơn. Ok, ngồi bóp đó, dấu xếp như này bóp được nè, đó bóp này được này, đó hiểu gì hiểu ha. Ok ha. Rồi đó, rồi hoặc là các bạn đi ngoài đường, đi ngoài đường có ai chở bạn gì đó thì bạn ngồi bóp được, nhưng mà khi mà các bạn lái xe thì các bạn đừng bóp nha, mất tập trung nha các bạn. Đó, ok ha. Rồi đối với bộ sản phẩm này thì chúng bên mình hiện tại đang có 5 màu như thế này các bạn, 5 màu như thế này. Ok, màu này là màu đen nè, màu đen, màu xám, màu cam và màu xanh lá cây. Ok, và gọi xanh chuối các bạn, xanh độc chuối á. Đó, giá sản phẩm bên mình đối với sản phẩm mà không có cái bóp này, không có cái bộ đếm thì là giá 89.000. Hiện tại toàn hệ thống của bên mình đang bán. Đó, giá 89.000. Ok chưa? Có sẵn giá trên này luôn các bạn, 89.000. Còn cái sản phẩm mà có bộ đếm như vừa mới review cho các bạn á thì cái loại đó nó đắt hơn 10.000, là 99.000. Ok ha. Rồi. Đó, rất là tuyệt vời các bạn. Rồi các bạn nào quan tâm tới sản phẩm này thì các bạn cứ liên hệ với mình. Đó, hiện tại bên mình đang có chương trình sale 3 sản phẩm trở lên thì bên mình miễn phí ship cho các bạn toàn quốc nha các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn.